Ngoài ra các bạn cũng có thể bố trí dạng pattern khác nhau, ví dụ như flip hay alternative, và sẽ chạy lên trên. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music, và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đăng nhập nháy trên màn hình. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hoàng phục khí, bán đồ phòng thu, nhận dạy hoàng phục khí, nhận hoàng phục khí sáng tác mới và nhận làm content cho các kênh YouTube Music. Ngoài ra thì mình còn có một kênh TikTok, một group Facebook và một kênh YouTube, rất mong anh em ủng hộ. Đây là các bộ video mà mình đã làm được từ hoàng phục khí, mic master và mic vocal. Và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái bài hướng dẫn là làm thế nào để các bạn có thể soạn cái phần đệm giải của bạn một cách tốt hơn. Chứ các bạn biết là phần soạn đệm hợp âm của bạn thường là chỉ gồm nốt chủ âm, hoặc là các bạn sử dụng các cái nốt trong một cái hợp âm cơ bản nào đó để các bạn có thể là tạo ra cái giải tần số dưới low mid và tần số bass để đệm cho giọng hát. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một loại đệm nữa, và các bạn sẽ nghe các cái nốt nó khá là ngắn và khá là nảy. Nó giúp cho chúng ta bù lại cái giải tần số chung, bắt đầu từ khoảng 750 cho đến khoảng 1500 Hz. Thì đó là giải mid, và chúng ta quen gọi với cái nhiệm vụ của nó là đệm giải hoặc là ARP. Ok, và ở đây thì mình sẽ đưa vào một cái piano. Thì khi mà chúng ta sử dụng một cái piano như này, đó, các bạn có thể phân chia ra nhá, là một nhạc cụ dùng để đệm trầm, một nhạc cụ dùng để đệm cao. Cái đó thì không vấn đề gì, nhưng mà ở đây thì mình sẽ lấy một cái phần hợp âm bằng piano, sau đó mình cũng sẽ đệm cao bằng piano luôn. Các bạn có thể tìm được rất là nhiều loại nhạc cụ để đệm cao. Mình đã có một bài video hướng dẫn giới thiệu các nhạc cụ dùng để đệm cao rồi, thì các bạn có thể tham khảo nhá, tìm ở trong kênh nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đến với một cái phần hợp âm. Hợp âm cơ bản nhất mà chúng ta thường dùng, đó là AMFCG. Rồi, mình đặt cho nó cái phần hợp âm nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đệm hợp âm ở trên này. Và cái việc đầu tiên thường là các bạn sẽ làm theo cái dạng như thế này, là các bạn viết các nốt trong hợp âm. Mình chia thành một step, hai step. Đó, thì thường xuyên là các bạn sẽ đệm dạng như này đúng không? Hoặc là khi mà các bạn sử dụng các cái ARP mà các bạn dùng trong các nhạc cụ điện tử thì nó chạy theo, cũng chạy theo những cái dạng như này. Đó. Tuy nhiên thì cái phần này, nếu mà các bạn chọn những nhạc cụ ngắn và nảy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh để các bạn có thể tạo ra cái phần đó. Không nhất thiết là các bạn phải soạn bằng tay nhá. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ đưa mấy cái nốt bên trên này vì nó cao bằng nhau. Đây là phần hợp âm mà các bạn copy từ dưới lên trên này. C, E và G. Đây. Phần hợp âm của mình, các nốt ở quãng trên này, các bạn bấm một phím tắt giúp mình là Alt và A. Đó. Và nó sẽ tự giải cho các bạn. Ở đây các bạn có một số thiết lập. Đầu tiên là các bạn có thể panning, velocity, tăng độ nhanh chậm, tăng độ dài ngắn. Ngoài ra các bạn cũng có thể bố trí dạng pattern khác nhau, ví dụ như flip alternative, và sẽ chạy linh tinh. Các bạn cũng có thể xử lý nó trên 2 quãng 8, nghĩa là nó sẽ chạy lên quãng 8 ở trên cao cho các bạn đấy. Ngoài ra các bạn cũng có thể lót những cái pattern mà đã có sẵn bằng cái phần mũi tên này. Đó, thì các bạn chọn các preset. Tuy nhiên đó là cái cách mà nó khiến cho chúng ta âm thanh của chúng ta khá là máy móc. Đối với một số dòng nhạc điện tử mà có tốc độ nhanh thì ok, cảm giác năng lượng của nó rất là dồn dập. Tuy nhiên đối với những dòng nhạc nhẹ, ví dụ R&B hay là với những dòng như pop ballad hay là future bass, chill trap chẳng hạn, thì việc đánh như vậy nó sẽ rất là máy móc và chúng ta sẽ không cảm nhận được nhiều cảm xúc
từ nó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cách soạn như sau. Đầu tiên là các bạn có hợp âm này. Tiếp theo là các bạn hãy sang một cái kênh nào đó. Bình thường nếu mà các bạn có sample ở đây thì các bạn có làm nha, không thì các bạn clone lên. Sau đó các bạn tắt tiếng cái kênh nó đi giúp mình. Đó. Và các bạn ít nhất các bạn cũng phải đủ nhạc lý để biết là các bạn đang soạn trên cái tông nào nhá. Ở đây mình đang soạn trên giọng la thứ thì mình chọn chế độ minor nature. Và mình đặt đây. Mình kéo dài hết 4 nốt nhịp. Sau đó mình lại nhắc lên trên. Nhắc lên trên. Đó, và cái dòng kẻ này nó sẽ đảm bảo chúng ta soạn không bị sai tông. Cái việc tiếp theo là các bạn nhìn cái hợp âm của bạn. Đó, các bạn giúp mình đặt cái nốt đầu tiên. Vừa nằm trong scale vừa trùng với một trong ba nốt của hợp âm. Ví dụ đây A, C, E thì đặt nốt A. Đó. Tiếp theo ở đây F, C, A thì mình lấy nốt C. Đó, tiếp theo C, G và E thì mình lấy nốt C tiếp đi. Và G, B và D thì mình lấy nốt B. Đó, các bạn lưu ý là đệm không chạy xa quá nhé. Bởi vì nếu mà chạy xa quá nó sẽ xuất hiện thêm những cái màu sắc ở tần số khác. Nó làm cho nhạc của chúng ta bị rối khi mà kết hợp các nhạc cụ với nhau. Ví dụ là vocal hay là ví dụ như là với nhạc cụ lead. Rồi, cái việc tiếp theo là tùy cái độ dày mỏng của nhạc. Nghĩa là cái nhạc nếu như nó gấp, ca sĩ hát nhanh, cái lời của ca sĩ hát dày thì các bạn soạn các cái nốt có cái khoảng cách xa. Còn nếu như mà nó có cái ca từ mà nó mau, nó gần, nó nhiều thì chúng ta cũng soạn các nốt này nhiều lên. Và đơn giản là chúng ta chỉ ở đệm thôi. Đó, hoặc là các bạn soạn như này. Đó rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ kéo dài cái này ra để cho nó ngân hết ô nhịp. Tùy từng nhạc cụ nha, nếu mà các bạn chơi các nhạc cụ ngắn và nảy như là plug thì các bạn có thể đến nguyện được. Đó, và hai nguyên lý mà chúng ta cần nắm. Cái việc đầu tiên là nốt nằm ở đầu ô nhịp phải trùng với một trong ba nốt hợp âm. Và cái giai điệu đệm còn lại thì các bạn nằm trong scale là được. Tiếp theo này thì mình thấy cái này nó hơi cao, nó giống melody hơn. À, thì mình hạ nó xuống khoảng 8. Đó, mình cho nhỏ đi. Đó. Cái quan trọng nhất là mình giữ được cái màu sắc của cái phần tần số nó. You are the shadow to my light that you feel up. Another star just fade away. Hoặc cái thứ ba, đối với dòng nhạc R&B thì thường các bạn có thể là soạn ngay một cái melody phía bên trên cao, và sau khi đến cái phần đệm cao thì các bạn hạ cái nốt đó xuống quãng 8 là các bạn có thể hát được luôn. Ở đây thì mình ví dụ một bài rất là hay, đó là nguyên lý thì soạn nó cũng giống như cái nguyên lý vừa rồi, chỉ nó khác biệt là các bạn sẽ soạn thẳng một cái melody nhá. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn một bài khá là lâu và mình cực kỳ ấn tượng với cái phần đệm của nó, đó là bài Như Vậy Nhé của Khắc Việt. Các bạn có thể nghe piano đệm thành một giai điệu luôn. Cười đi em, đừng khóc nhé. Các bạn thấy cái phần piano đệm bên dưới giống in hệt cái intro. Mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta được gặp. Đó, chỉ có điều là các bạn điều chỉnh velocity. Thứ nhất là các bạn có thể điều chỉnh velocity cũng cao độ như vậy, điều chỉnh velocity đối với nhạc cụ sống. Thì khi mà giảm velocity ở nhạc, các nhạc cụ sống nó sẽ giảm những cái tần số cao xuống, giúp cho phần lead hoặc phần vocal có thể nổi lên. Hay là các bạn có thể hạ âm thanh xuống quãng 8, cái đó thì tùy các bạn lựa chọn nhé. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách để có thể soạn RP một cách gọi là phong phú hơn và nó khác biệt với những gì mà các bạn đang làm, tránh cái việc mà tòm tòm hoặc là các bạn chỉ gõ hợp âm, gõ theo những cái hợp âm đệm có sẵn. Mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn có thể phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.